Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Channel của Ngọc Lan, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ, anh chị, trận cờ hay. Ba trận giao hữu online của Lại Lý Huynh tại đấu trường Thiên Thiên Tượng Kỳ, trận này diễn năm 2023. Mời anh chị xem. Trận đầu tiên Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, tàn giật Trung Quốc cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.将军。将军。将军。将军，将军。将军，将军，
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。chơi đến đây, Tàng giật hết đường tấn công nên buông cờ nhận thua. Mời anh chị xem ván thứ hai. Ván thứ hai này Tàng giật cầm đỏ đi tiên, lại Lý Huynh cầm đen đi hậu. Mời anh chị xem.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây, Tàn Giật bung cờ nhận thua. Mời anh chị xem ván thứ 3, Âu Dương Y Nhất, nữ tướng Trung Quốc cầm đỏ đi tiên, lại Lý Vinh cầm đen đi hậu. Mời anh chị xem.
将军。将军。Chơi đến đây bị khóa cả bàn cờ, Âu Dương Ý Nhất Môn Cờ nhận thua. Video của em đến đây đã kết thúc rồi, cảm ơn anh chị. Bỏ thời gian quý báu xem video của em, anh chị nhớ cho em xin một like, và đừng quên bấm đăng ký giúp em. Em xin cảm ơn anh chị, em xin chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video sau.